tôi thường xuyên đến phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm vào dịp cuối tuần, bởi đây là không gian để thư giãn, giải trí rất tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi rất buồn lòng, thậm chí thất vọng về ý thức của một bộ phận không nhỏ người dân vứt rác thải bừa bãi, làm xấu đi hình ảnh của người dân thủ đô văn minh, thanh lịch và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh của Hồ Hoàn Kiếm. Vẫn biết là hành vi vứt rác thải không đúng nơi quy định, bị xử phạt, thậm chí là mức cao, tôi không rõ là bao nhiêu, nay nhìn tấm biển này, biết có thể lên tới 7 triệu đồng. Ngoài mức xử phạt này, theo tôi để tạo tính răn đe, chúng ta nên học tập một số nước bạn kèm theo hình phạt bổ sung bắt người vứt rác đi lao động công ích. Ở Hà Nội đã có nơi treo biển người đổ rác vi phạm ở cột điện nên cũng có thể công khai những hình ảnh người dân thiếu ý thức làm bẩn Hồ Hoàn Kiếm lên một trang web, vừa làm căn cứ xử phạt, vừa làm hình thức nhắc nhở răn đe chung. Việc phạt chỉ là một phần, quan trọng phải tuyên truyền cho người dân hiểu được tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh chung. Mình muốn góp ý là, thay vì để biển cấm thì để các thùng đựng rác có phải hay hơn không? Người dân chỉ thấy biển cấm mà không thấy thùng rác thì chả nhẽ cầm rác về tận nhà vứt. Phải phạt trên tất cả các con đường chứ, chẳng lẽ phố này thì phạt, phố kia xả rác thoải mái, đã ra quy định thì phải xử lý triệt để đi. Phạt thế này ai mà dám vứt ra đường, ăn kẹo thả nốt luôn, cả vỏ còn đỡ sót. Vứt rác là dễ nhưng cúi xuống nhà rác mới khó, khi mà lời nói lời tuyên truyền không đủ sức mạnh cảnh tỉnh thì phải đánh vào tài chính. Đặc biệt, chúng tôi cũng mong muốn nhân rộng mô hình này trên toàn tuyến đường khác nữa, chả nhẽ phố này thì phạt, phố khác thì xả rác thoải mái, cần phải có quy định triệt để. Mình thấy cách làm này rất hiệu quả và triệt để, không những có biển báo răn đe, người dân biết mức phạt để tránh mà còn có camera, đảm bảo ai vi phạm cũng sẽ bị bắt phạt, chứ thường mọi người coi thường pháp luật nếu thiếu người quản lý lắm.